quán đồ nướng. Đường phố Urusei. Hôm nay có mới nối cũ thôi, bán anh Quỳnh đi. Anh đưa chú sang tam giác vàng đi nhé. Tam giác vàng hay sao? Tam giác vàng hay sao? 300 cây nhá. 300 cây. Anh ăn thịt gì? Thịt lợn, thịt gà. Thịt lợn à? Bữa cơm trưa đầu tiên tại thành phố Urusei. Ăn cơm quý vị ạ. Cơm tại Urusei. Ăn xong mình cũng nghỉ hơi được thì nghỉ, mà không thì đi té nước các bạn nhé. Này, giới thiệu các bạn, này là có bạn Phát học đại học kiến trúc tại Việt Nam. Thế nên là Phát biết nói tiếng Việt. Cảm ơn Phát. Chủ tịch Quỳnh. Bán ra vàng à? Nhiều tiền không? Không lấy nước à? Đó, giới thiệu các bạn Phát. Như anh là nếu mà bán thì bao nhiêu tiền này? Ông ấy cười. Như trên anh là gần Trung Quốc, bán Trung Quốc. Bây giờ được ít rồi. Không, anh ơi, gọi bát phở đi. Gọi bát phở chả nhanh hơn à? Ăn cơm suốt à? Ăn cơm chân lợn kho. À. Kho khà mồm. Là cơm nổi tiếng. Bây giờ pháo này là sang đây là phục vụ anh em mình. Anh em mình đưa đi đâu thì đây những cái món ăn tại quán này. Không biết ông là đưa xuống Campuchia không? Có khi em bán anh ấy. Bán nhà nào mà có nhiều con gái thì nhé. Bán đâu cao à? Không, nhà nào có nhiều con gái thì mai hôm nay chiều nay đi nước tối nay mai. Sáng mai thì chắc phạt tính hôm nào thì vào trường nhá. Mai với là ngày kia mới vui. Mai ngày kia mới vui à? 16 cũng mệt rồi. 16 này ngủ hết rồi. Chỗ té nước ở Mường La cũng hay đấy. Té nước Mường La mình quay về chơi ở chỗ đấy ngày cuối đi. Luông Pha Băng chơi có đẹp không? Có hay hơn đây không? Em. Luông Pha Băng hay hơn. Pha Băng hay hơn à? Em từng đi rồi à? Luông Pha Băng bây giờ thì đông lắm rồi. Đường. Như Phát giới thiệu quý vị ạ, một cái món nếu như ở Việt Nam thì có cái cơm rang. Ở đây thì bạn bảo là cơm tấm. Bình thường giống như miền Tây các bạn là cơm tấm, nhưng mà đây là cơm với thịt kho và trứng. Mình quay cận cảnh một chút. Ở một trong món đây. Món ăn. Bữa trước thì toàn ăn phở rồi. Hôm nay là thôi có người biết, người địa phương biết, đỡ khổ hơn. Và một suất này mình nghĩ chắc cỡ khoảng 50 đồng à? Tầm 35, 40 rồi. À, 40. Hôm nay không gì bên Lào rẻ hơn Việt Nam một tí. Hôm nay là ngày Tết thì này bán đắt hơn đúng không? Không, giá như thế. À, cũng thế. Giá vẫn thế. Ok. Thì kiểu Tây. Rộn ràng lắm rồi các bạn, đường phố thì rất là đông nam thanh nữ tú. Mình thử chút nha các bạn nha. Với cơm ăn nhanh xong rồi đi. Hôm nay thưởng thức ra đường hết rồi đấy. Cảm ơn nhá, mời Phan nhá. Mời anh Quỳnh đi. Trứng kho như kiểu trứng Bắc Thảo ấy nhỉ. Em vừa ăn với bác xong. Ăn ở đây á? Không, ăn ở nhà. Ăn với bác. Trứng này là cũng kho với thịt luôn anh Quỳnh ạ. Đúng rồi. Anh đã tính là một bữa là nên cho nên nhà em ăn Tết. Phong Sa Lì hôm nay nhà em đang ăn đấy. Hôm nay thế nhà của em trên Phong Sa Lì.
Còn đây là nhà bác của em. Năm nay thì xuống đi chơi với người yêu. Năm nay người yêu ở Mông Xanh này. Đúng rồi, người yêu ở trên đấy chắc là đang ngủ, hôm qua họ đi chơi suốt đêm này. Ừ. Đi trang phục à? Mình cũng mua trang phục giống họ ngay. Không được. Thế này thoải mái mà, em đi chơi cũng em cũng đi thế này thôi. À. Áo ngắn, quần ngắn là được rồi. Ừ. Chơi Tết đến nữa. Phát thì ăn rồi các bạn ạ. Thế là bạn ngồi chơi. Em đi học ở Việt Nam thế nên là học được nhiều những cái giống y hệt như văn hóa Việt Nam nhỉ. Mình sang đây là bạn ấy làm lấy cái cách đối xử, cách nói chuyện giống y hệt ở Việt Nam. Đi học 7 năm. 7 năm. 2 năm tiếng Việt. 1 năm tiếng Việt. 1 năm tiếng Việt với lại vòng 5 năm. 6 năm làm đồ án vừa năm. Đồ án tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp. Đại học kiến trúc. Đại học kiến trúc là một trong những ngành nghề ở Việt Nam mà kiếm nhiều tiền nhất đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Khó lắm. Mà còn môn tính toán. Mà thi vào đầu vào cũng siêu siêu khó. Đúng rồi. Ngon đấy. Ngon. Thịt kho. Buổi sáng thì đi ăn phở. Phở ở ngoài đấy ngon lắm. Đúng rồi. Buổi sáng đi ăn phở ngon. Cái quán Phật Lam mà hôm anh đưa em đi ăn không được nhỉ? Đúng rồi, ngon ngon. Ở thành phố Điện Biên á? Ở thành phố Điện Biên này. Ăn cơm xong và mời các bạn tiếp tục đi xem lễ hội té nước tại Lào quý vị nhé. Một cái sạp hàng bán đồ ăn. Ngày mai có thời gian thì mình sẽ chuyển tải đi ở trước cửa cái nhà nghỉ của mình. Và ở đây thì trước khi đi lễ hội té nước Tết Bùn Pê May của Lào năm 2024 thì mọi người cũng sẽ chọn cho mình một bộ quần áo để mặc. Đấy. Bộ quần áo dài này sẽ bỏ ra nha các bạn ạ, vào nhà nghỉ bỏ ra hoặc là cởi ra để thay bộ mỏng hơn đi té nước để thoải mái các bạn. Mỗi bộ này tương đương với 25-30 nghìn một bộ các bạn nhé. Bộ ngắn, bộ dài có thể là nhiều tiền hơn. Và bộ ngắn như vậy này. Diện mạo áo pháo đây. Do bên này là trời nắng quý vị ạ. Và cái quãng đường đi áo pháo di chuyển suốt từ Bảo Yên Lào Cai về đến Ulusay của Lào mà mình check khoảng cách ấy, cỡ khoảng 600 km. Mình vào nội địa của Lào, vào từ cửa khẩu Tây Trang của Lào để đi vào đến đây ấy, thì cỡ khoảng độ 160 đi xe máy, cho nên là phải đeo kính các bạn ạ, không là bụi dị vật vào mắt. Với thứ nữa là bây giờ đi mình cũng bảo vệ cái mắt để nước té vào không vào mặt. Đường bên này vòng qua, vòng qua đường chợ mà. Chợ xong rồi vòng lại tay trái này. Anh có định vị à? Alo này hả? Mấy bé người Lào trang phục này đi chơi lễ hội, chơi Tết đây. Bùn Pê May đây. Nhưng mà chỗ này là con phố, không phải là con phố sầm uất nhất và chơi vui nhất cho lễ hội té nước các bạn ạ. Tầm này một số bạn hôm qua đón giao thừa chơi muộn, mình có hẹn với những cái bạn phục phát
bạn của Phát các bạn ạ, mà tầm này họ mới dậy thì là mấy anh em hẹn nhau giờ mới đi. Buổi chiều này đi thì vãn vãn rồi nhỉ, chắc là nhiều cao thủ nhà xa về rồi. Ngoài bây giờ là lạnh ấy, tạt nước là lạnh ấy. Anh Quỳnh vừa bị một phát, ôi trời ơi, chỗ này phải dừng thôi anh ơi. Đừng vào nữa. Cho xe vào đây đi anh ơi. Đừng cho em vào đây, ướt hết thiết bị đấy. Anh giúp vào trong này này. Các bé Lào rất là rực rỡ luôn. Ở cái con phố này, lúc nãy mình đi với Phát các bạn ạ, Phát có nói rằng là ở đây thuê mỗi bàn mà các bạn đến té nước ấy là 400.000 tiền Lào, và ở trên bàn thì có 6 chai bia và chơi cả ngày cho 400.000 như vậy. Cô gái Lào ấy, ở tầm này là cũng đỡ rồi các bạn, vãn vãn rồi. Mình đến từ xa đã các bạn, vào là ướt hết thiết bị bây giờ. Anh thấy năm ngoái mình quay một cái video đó là mình quay ở Mường La các bạn. Huyện Mường La của tỉnh U Say Lào. Này thì mình quay tại U Say luôn. Ở bản Chiềng Mường Say U Say. Và đây là con phố chơi vui nhất của thành phố U Say luôn. Bây giờ mà mình qua đây thì thiết bị bị ướt hết luôn đấy. Đây mấy báo thủ bằng xe ô tô đằng sau này.
Bắt à? Đeo vào. Mấy cái tiếng nhạc nữa. Xin chào quý vị. Ngoài khu phố này đông nhất luôn. Đây là nước các bạn nhé. Bầu không chiến đấy, mà bầu đi. Có một cái hay các bạn ạ, nếu các bạn không muốn muốn bị té thì các bạn đi sau những cái bốt BOT nước này các bạn. Bên này các bạn rất chiến luôn. Dọc con phố luôn. Dọc con phố này luôn. Anh phải ăn nguyên một thấy à?
rồi, em thấy rồi đây rồi. Em sợ bị ướt lắm. Hẹn nhau đến chỗ này. Em ra lâu chưa? Ok. Vật dụng cùng phi ngoài sửa đã được đưa ra giữa đường để chứa nước. Sáng nay thì mình cũng đi qua đó, các hoạt động té nước như này các bạn ạ. Mình tranh thủ quay cho quý vị và các bạn thưởng thức một chút ở cái con đường này các bạn nhé. Lúc sau thì sẽ quay về với Phát đi, chờ với các bạn đến sau một chút hình ảnh. Và những cái màu trắng trắng này là xà phòng các bạn ạ, xà phòng hòa với nước. À, bánh rôm nữa các bạn, xà phòng bánh rôm.
xe luôn. Ngoài chỗ này biết chiến này. Chấp nhận các bạn ạ, hai cô gái bên kia đường đã xịt hết vào thiết bị của mình và ướt hết. Để mình qua đấy quay một chút nhá. Anh chị người Việt cũng bị như mình, cái nước vào mặt ướt hết luôn, cũng thương tiếc luôn, ướt hết tư bỉ luôn.
Dưới này thì sẽ ít người hơn.
hình ảnh ban đêm nó hơi tối quý vị ạ. Pháo sẽ chuyển cam trước đi. Sau khi chơi ở cái phố mà tết té nước vui nhất ở Urusei quý vị ạ. Đói. Ở đấy chỉ uống bia thôi, uống bia siêu nhiều luôn đấy. Mà bây giờ không biết là cái thiết bị của mình, cái mic nó còn tốt không nữa. Vì té nước quá nhiều. Anh ơi, gặp mấy thứ rồi. Thịt nướng. Làm chim đấy à? Ăn chim làm gì anh? À làm một xiên chim. Cá này. Cá thôi. Ăn chê này. Chê thôi. Thịt xiên này. Ăn những cái gì đặc trưng của Lào đi anh? Nạp xưởng này. Thì đây đặc trưng của Lào đây. Trứng này. Còn cái này thì anh chưa biết tên này. Đây là da. Cứ mũ quá. Ăn lợn. Đi chơi Tết ở Lào quý vị ạ, và có những cái đặc sản ở Lào. Ngày nay thì bia cũng có nhiều, giọng của mình có hơi lè nhè trong thời điểm này. Sipan 10.000 tiền xôi. Và có những cái món ở Việt Nam mình đã có rồi thì mình không gọi nữa. Nướng và toàn bộ là nướng hết. Đó. So với những chợ phiên ở cán cấu Simacai, chợ Simacai, chợ Bắc Hà thì có những cái đặc sản đặc trưng của Tây Bắc. Ở đây thì cũng có những cái đặc sản đặc trưng của Lào quý vị ạ. Anh chị bán từ sáng sớm đến giờ cả, từ lúc mình nhận phòng. Ô, tu cốp. Tu cấp. Cốp. Kỳ lạnh ngân. Xí xíp. 40.000 con ếch này. Ồ. Ếch này các bạn này. Da này. Thịt lợn này. Mề gà, mề vịt gì đấy. Đó. Những cái món đặc trưng của Đông Nam Á và của Lào. Quay đêm hơi thiếu ánh sáng một chút quý vị nhé. Và có món nộm nữa quý vị ạ. À, tối quá. Thế là hai anh em mình ăn xong là nghỉ ngơi, mai tiếp tục cái hành trình. Chẩm mắc phất à? Dip à? Tức là mắc phất, tức là ớt các bạn. Dip tức là tươi, sống. Có một cái lời nữa là cô vừa nói xong là tức là đưa vào làm chín hoặc là cái gì đấy. Và đêm mọi người đi chơi về này, mua đồ. À rồi quý vị nhé, và cái bun mì mây ở Lào ấy thì không phải dân tộc nào ở Lào người ta cũng chơi và ăn Tết. Ví dụ như mùng 3 tháng 3 Tết Thanh Minh ở Việt Nam chẳng hạn, có những nhà tảo mộ vào mùng 3 tháng 3, có những nhà tảo mộ vào ngày Tết Nguyên Đán quý vị. Thì ở Lào cũng vậy. Đó, thế nên là để mai mình tìm hiểu thêm. Hai anh em mình ngồi ăn một chút. Hôm nay mình đặt tên cho anh Quỳnh. Từ một người Kinh thành họ Giàng. Giàng A Quỳnh. Đấy. Bên thu khốn rồi. Nếu chờ cho mấy phút là khóc chạy. Cái này tiếng Thái, tiếng Tây ở Việt Nam gọi là pho các bạn. Món này món là món pho. Ba nội à? Ba nội pho. Ba nội pho. Tức là cá nhỏ gói trong lá chuối pho. Cảm ơn. Khắp chạy. Hơi tối quý vị ạ. Pa pho theo tiếng Việt Nam. Và đây có những cái món nữa là chim và lòng. Nạm chẩm tức là nước chấm. Chẩm tức là chấm. Chẩm chéo tức là phối của nhiều cái gia vị vào với nhau. Đây là chẩm. Chẩm là chẩm tươi. Chẩm khô. Chẩm tươi.
Đó, mời anh Quỳnh. Và ăn với xôi nếp. Xôi nếp ở Lào. Diện tích đất quá nhiều. Xôi là xôi nếp nương quý vị ạ. Ngon. Cái lòng nó ngon đấy, ngon đấy. Ăn với xôi tuyệt vời luôn. Ngon hơn này, anh em mình ăn chấm kiến. Ăn này mới hay. Và thứ này chấm ghém các bạn, chấm ghém. Đấy. Miếng thịt này. Ngon. Miếng thịt đây. Miếng thịt đây chấm ghém. Ghém này. Gắp luôn. Và thêm ít xôi nếp nữa. Xôi nếp là tuyệt vời luôn đấy. Nó dẻo. Trắng tinh luôn. Đấy. Ghém vào. Họ gọi là các xôi nướng này. Cầm nắm nhé. Cầm nắm. Quý vị có thể nhìn thấy nó hơi phản cảm nhưng mà một trong những thứ mà ở Việt Nam có câu nói phải dùng bằng tay. Xôi nếp gì gì nữa phải dùng bằng tay hết. Và cái này cũng vậy. Xôi nếp thịt gà. Đấy, dùng tay. Trong ba thứ ấy phải là dùng tay. Ngon. Ô, con cá còn để nguyên hòn nướng, đang đắng ngọt. Ngon. Ngon quá. Ngon rồi. Xin chào các bạn nhé. Ăn đã. Ngon quá. Cảm ơn quý vị. Ngày nay em báo dừng video khám phá Lào tại đây. Anh em chúng tôi xin phép để ăn đã. Ngon quá. Xúc cảm. Cảm nhận trong đã nhé. Mai ăn đã.